Trang Nemo và đồng bọn chính thức bị truy tố, chị Khanh quyết tâm đưa kẻ xấu vào tù. Ngày 11 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 11 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Xuân Hương Trang 30 tuổi, tên gọi khác Trang Nemo, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Hương cùng 23 tuổi, Nguyễn Phước Tuấn 31 tuổi và Phan Hoàng Nam 24 tuổi về tội gây rối trật tự công cộng. Trong bản cáo trạng vừa ban hành, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 1 không thay đổi quan điểm truy tố đối với Trang Nemo và đồng bộ sau khi tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Trước đó, hồi tháng 11 năm 2022, phiên tòa được mở. Quá trình xét xử, hội đồng xét xử cho rằng phiên tòa có nhiều tình tiết mới, phức tạp cần xem xét thêm. Ngoài ra, cần làm rõ hành vi gây thương tích, yêu cầu xử lý hình sự của bà Phạm Lệ Khanh nên tòa quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Cáo trạng xác định Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh online. Trang hẹn gặp chị My tại cửa hàng để giải quyết. Chiều ngày 16 tháng 1, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo. Tại đây, My và Yến vào cửa hàng gặp Trang để xin lỗi, còn Khanh đứng ở ngoài. Quá trình nói chuyện, Khanh có lời lẽ bên vực My rồi xảy ra cự vã với nhóm đối phương. Theo đó, khi ra đến cửa hàng, chị Khanh nói với Trang Nemo: "Mày không biết mày đụng vào ai đâu, mày ra đường, mày coi chừng tao." Khanh sau đó bị nhóm của Trang giật khẩu trang, lao vào hội đồng dẫn đến bị thương, phải nhập viện. Vụ việc được phía Trang Nemo livestream, hàng trăm người kéo đến cửa hàng gây náo loạn đường Nguyễn Trãi. Trong suốt quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa cuối tháng 11 năm 2022, chị Khanh đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người gây ra thương tích cho mình. Trước sự có mặt của bộ thẩm đoàn, Trang Nemo thừa nhận hành vi quá khích trong lúc nóng giận. Cô cho biết sau khi vụ việc xảy ra, bản thân rất ăn năn hối hận. Trang Nemo từng gửi giỏ quà đến nạn nhân cùng lời xin lỗi với hy vọng nạn nhân có thể tha thứ cho việc làm của cô. Trang Nemo nói: "Sau ngày đầu tiên xảy ra vụ việc, tôi đã rất ăn năn về hành vi của mình. Tôi cảm ơn vì có phiên tòa hôm nay để tôi được gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Khanh. Thời gian qua tôi có lỗi và có gửi quà, nhưng tôi biết điều đó không đủ với những gì chị Khanh gánh chịu." Tuy nhiên, phía nạn nhân là chị Khanh lại phản bác lời nói của Trang Nemo. Thưa hội đồng xét xử, Trang chưa từng xin lỗi hay có thiện chí ăn năn hối cải về hành vi của mình. Chỉ duy nhất dịp Tết vừa qua, Trang có gửi một giỏ quà với dòng chữ: "Tụi em xin lỗi vì những gì đã gây ra, chỉ vậy thôi." Với tội danh trong đơn cáo trạng, Trang Nemo có thể đối mặt với mức phạt cao nhất là 2 năm tù giam. Sau khi xét xử, Viện Kiểm sát đề nghị khung hình phạt 8-12 tháng tù giam cho Trang Nemo. Sau đó, phía luật sư của Trang Nemo đề nghị cho thân chủ của mình hưởng án treo. Trước nguy cơ phải ngồi tù, Trang Nemo đã không nén nỗi xúc động bật khóc, bày tỏ sự ăn năn, hy vọng có thể được tòa giảm nhẹ hình phạt. Ngày 22 tháng 11 năm 2022, Tòa án Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xử sơ thẩm vụ gây rối trật tự công cộng đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, Trang Nemo và 4 đồng phạm gồm Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Hương cùng 23 tuổi, Nguyễn Phước Tuấn 31 tuổi và Phan Hoàng Nam 24 tuổi. Khoảng 13:50, các bị cáo lần lượt tới phiên tòa. 14:15, phiên tòa bắt đầu, hội đồng xét xử tiếp tục hỏi các bị cáo. 14:20, sau khi xét hỏi, hội đồng xét xử cho tòa tạm ngừng để hội ý. Đến 14:25, hội đồng xét xử cho rằng phiên tòa có nhiều tình tiết mới phức tạp cần xem xét thêm. Hội đồng xét xử cho rằng cần làm rõ hành vi gây thương tích, yêu cầu xử lý hình sự của bà Phạm Lệ Khanh nên tòa quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Sau khi hội đồng xét xử tuyên bố trả hồ sơ, Trang Nemo đi tới trước bị hại Phạm Lệ Khanh rồi quỳ gối xin lỗi, nhưng bị hại Khanh không đồng ý và cho rằng đến bây giờ mới xin lỗi thì quá muộn.